Mình không sợ, mình không sợ. Không gì làm mình sợ được hết. Con chỉ đang cố gắng pha màu cho hai đứa thôi. Tụi nó đang cần màu tím để vẽ cầu vồng mà. Có điều con thử hoài nhưng không có ra được đúng chuẩn màu tím, cho nên con mới xin mẹ tiền để mua màu vẽ mới chứ bộ. Thôi đi, tím cái gì mà tím hả? Con là chị lớn thì phải coi chừng hai em chứ. Mẹ mới vô nhà tắm có chút xíu mà các con đã làm loạn lên vậy hả? Con ghét mẹ luôn, ghét còn nhiều hơn hôm qua nữa. Con mới nói gì hả? Rồi Shadow, con hãy mau giúp hai em tắm rửa cho sạch sẽ hết màu vẽ trên người đi. À khoan đã, tắm cho con mèo này luôn đi. Trời ơi, lưng của mình đau quá đi. Mẹ ơi, tất cả đã sạch sẽ hết rồi, con nghỉ mệt đây. À, sạch cái gì mà sạch hả? Trên tường vẫn còn chưa lau hết kìa. Con không thích, tại sao con phải là người lau dọn chứ? Đừng có mà lem bem nữa, làm theo lời mẹ nói đi. Chị ơi, có cần em làm phụ không? Đừng có hỏi nữa, em muốn phụ thì cứ phụ thôi. Con không cần phụ, con mới tắm xong, coi chừng lại bị dính màu nữa bây giờ. Hai đứa cứ tránh ra đi, như vậy là đã phụ chị rồi đó. Nè, thấy tôi mặc vậy có đẹp không? Nhìn như hề vậy trời. Không được đâu, anh không thể làm vậy được, sẽ bị ghét đó. Vậy phải làm sao? Còn làm gì nữa, làm với tôi nè. Hả? Không thấy Barbie sao? Rốt cuộc con coi chừng em cái kiểu gì vậy hả? Con bận mà. Mẹ đã kêu con lau màu dính trên tường và sàn nhà còn gì. Con mau đi tìm em về đây cho mẹ. Baby ơi, em ở đâu? Chị đang làm cái gì vậy? Đang tìm dấu vết. Có phát hiện rồi đây. Chơi sân ghi, sao em ra ngoài mà không nói với chị vậy hả? Thằng bé hư hỏng này. Baby ơi, em đâu rồi? Baby ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng tụi con không tìm được em. Ơi, thiệt là nhẹ nhõm. Nè, chơi sân ghi, sao em có thể ngủ như vậy hả? Để em ngủ đi. Lạ quá à, chưa bao giờ thấy mẹ như vậy luôn. Baby đi lạc rồi, công việc của anh quan trọng hơn con trai hả? Anh mau về nhà cho em. Cho dù là sự kiện một tặng một kết thúc thì cũng không thấy mẹ phản ứng như vậy. Nếu như mình biến mất thì mẹ có như vậy không ta? Hãy chạy nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ với Barbie đang ở đây chờ con nè. Dạ, con đến liền đây. Mừng ngày đó Barbie sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng. Như vậy là không được công bằng nha. Hồi sinh nhật con chỉ được ăn một tô mì tương đen à. Thật vậy sao? Mẹ không nhớ nữa. Hả? Tôm chiên ngon quá đi. Shadow nè, con đi lấy giùm mẹ chút nước đi ha. Em ăn xong cần phải uống nước liền đó. Em hơi thiền vậy á, ít ra cũng phải để Shadow ăn cái đã. Ba là nhất.
cũng được. Vậy anh đi lấy giùm con bé đi. Con còn làm cái gì vậy Shadow? Mẹ kêu con đi lấy nước kìa. Mau đứng dậy đi lấy đi, nhanh lên. Ba ơi ba. Ngon thiệt á. Cái này là của em. Chị ơi, chị mua giùm em kẹo bông gòn nha. Chị ơi, em muốn bông bông. Chị không phải là người hầu của hai đứa. Nếu có mua gì, cũng phải nhớ lấy tiền thối đó. Mẹ đúng là không công bằng chút nào. Mình có phải là người giúp việc đâu chứ. Biết vậy thà mình ở nhà chơi với Nuronchi còn vui hơn. Chăng quá. Shadow ơi. Minchi à, gặp được bạn ở đây thiệt là vui quá đi. Đúng là bạn thân với nhau có khác. Bạn cũng bị đối xử bất công y chang mình luôn. Mình cứ tưởng nhà bạn phải khác nhà mình chứ. Nhưng mà sao bạn lại cầm cái can lớn quá vậy? Tính ra thì... Minchi ơi. Em nói đi vệ sinh một chút rồi về mà. Sao còn đứng đây làm gì vậy? Dạ thật ra là... Dạ em chào hai anh. Em có sao không? Em muốn làm gì em cứ nói, tụi anh sẽ làm cho. Đúng đó, công chúa nhỏ của anh. Thôi đi, chuyện lấy nước dễ như vậy em cũng có thể tự đi lấy được mà. Coi kìa, dễ thương quá đi. Công chúa nhỏ của tụi anh. Hai anh thôi đi, em ghét hai anh lắm. Minchi à, tụi anh xin lỗi mà. Em đừng có giận được không? Bye bye bạn nha Minchi. Tụi mình bằng tuổi nhau nhưng bạn ấy thì như là công chúa, còn mình thì như người giúp việc trong nhà vậy. Kìa. Sao lại như vậy chứ? Mình đã mất công đi lấy nước rồi kìa mà. Thật là bất công, mình vẫn là bóng nít mà. Mình chỉ lớn hơn Mimi và Barbie thôi, chứ mình vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi đó. Hả? Được rồi, từ giờ mình sẽ tự đi chơi cho bỏ tức. Và bán cho con một vé trẻ em. Nè, chơi cha đu. Mẹ đã nói với con nhớ lấy tiền thối rồi mà. Dạ con cảm ơn. Hả? Mình có nên qua đó chơi không ta? Đã quá đây. Chạy thêm một vòng nữa. Mình không thể chơi thêm được nữa. Nhưng đúng là vui quá. Và mau ra đây nào. Cô chú sẽ giúp con tìm ba mẹ nha. Con không muốn. Dù có phải ở đây con cũng sẽ không đi tìm mẹ đâu. Con đã lỡ xài hết tiền thối rồi, nên chắc chắn mẹ con sẽ không vui. Mẹ ơi, đợi con lớn lên con sẽ trả lại tiền cho mẹ. Hay là mình bỏ qua cho con đi em. Đừng có mơ, em phải dạy nó một bài học. Giờ sao đây ta? Kéo con bé ra đã. Alo, chúng tôi đang giữ bé gái tên Choi Shadow đến từ hết sức đông. Gia đình bé vui lòng đến phòng điều hành tại cổng chính để đón bé. Thôi được rồi. Dạ không Shadow chú. Chú cứ từ từ tìm ba mẹ con cũng được mà. Cái này miễn phí có đúng không chú? Sao hồi nãy chú không nói sớm? Cô bé này thiệt lạ, đây không phải sân chơi của con đâu. Lời cái con bé xấu tính này. Nè mấy đứa, sao tụi em lại khóc vậy? Ở đây tụi mình có rất nhiều đồ ăn vặt mà. Nhìn xem nè, ống nhòm đó có thể nhìn ra xa lắm luôn. Ủa?
Và người thắng cuộc của chương trình tài năng này chính là... Chú ơi chú. Sao con? Theo con đoán thì con sẽ gặp được gia đình của mình sớm thôi. Và bây giờ, người thắng cuộc của chương trình hôm nay là bạn Choi Chadu. Phần thưởng là chiếc máy giặt đời mới nhất. Con xin lỗi chú, nhưng mà con sẽ không nhận phần thưởng đâu ạ. Cái gì? Vì con chỉ là một đứa trẻ đi lạc, không có người bảo hộ. Cho nên, con xin nhường lại phần thưởng này cho người kém may mắn hơn con. Không được. Trời ơi, Chadu ơi, con gái ngoan của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, con gái ơi. Trời ơi, may mắn quá đi. Mẹ ơi, con đang đứng bên này nè Rồi, từ giờ con sẽ không lạc ba mẹ nữa đâu. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Được rồi, mọi người cười lên nè. Một, hai. Nhóc đang làm gì đó? Nhóc đem tiền trong người đi lanh quanh khu này sẽ nguy hiểm lắm, nên đưa hết cho anh đi. Nhóc phải nghe lời người lớn chứ. Cảm ơn nhóc nhà, anh lấy cái này luôn. Nhân danh công lý. Tôi nghe nói gần đây xuất hiện một số kẻ bắt nạt lang thang quanh trường. Các thầy cô hãy quan tâm đến học sinh của mình nhiều hơn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Hôm nay Đơn Đơn bị kẻ xấu chặn đồ, bạn ấy bị lấy hết tiền tiêu vặt luôn rồi. Loại người gì mà dám đi lấy tiền của trẻ con như vậy chứ? Thanh sô-cô-la đó, mình còn chưa được ăn miếng nào luôn á. Mình đã biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra mà. Cho nên mình đã đăng ký học Taekwondo từ tháng trước để chuẩn bị cho trường hợp này. Quá, giày của mình. Chiếc giày của bạn còn đáng sợ hơn cú đá nữa. Mình lo là mình không thể ra ngoài đi dạo được nữa rồi. Bọn họ thiệt là đáng ghét. Mình sẽ không tha thứ cho những kẻ lấy tiền của con nít đâu. Đây là con đường mà phần lớn đám học sinh tiểu học đó sẽ đi ngang qua. Hiện tại cũng sắp tới giờ tan trường rồi. Hai đứa mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có hành động sớm thôi. Lấy tiền của mấy đứa nhỏ này dễ ợt. Nhưng anh ơi, lỡ chúng ta bị cảnh sát bắt thì phải làm sao đây? Đừng có ăn nói xui xẻo kiểu đó nữa. Đại ca, có một đứa đang tới kìa. Xin chào cô bé. Chúng ta hãy nói chuyện một chút có được không? Dạ. Bé con không cần sợ, chỉ nói chuyện chút thôi. Sao em ngồi ở đó vậy? Chị ơi, trên đường đi học về em đã cho mấy người đàn ông mượn tiền. Bọn họ là ai mà lại mượn tiền của em chú? Em cũng không biết họ là ai nữa. Nhưng vì họ cứ nặng nặc hỏi mượn nên em đã đưa hết tiền cho họ luôn. Vậy là em cũng bị trấn lột giống Đôn Đôn. Bọn người xấu xa này, mình nhất định sẽ không để yên đâu. Chú Hú Đôn, ở bên đây nè. Lâu lắm rồi không gặp cậu ha. Không nhớ lần cuối gặp nhau là hồi nào luôn. Hôm nay công việc cậu xong sớm hả? Chúng ta cùng đi uống chút gì đó không? Xin lỗi nha, nhưng tôi không đi được đâu. Vì hôm qua tôi trực đêm, cho nên bây giờ tôi phải về nhà. Vậy sao? Phải công nhận là từ lúc cậu gặp Nang Hy An và kết hôn với cô ấy thì cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Dòng đời đưa đẩy thôi mà. Nhớ hồi tụi mình học cấp 3, trong mắt mấy bạn nữ cậu vẫn luôn nổi tiếng còn gì. Thôi đi, mấy chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Ủa mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Giờ tôi có vợ và ba đứa con, không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, uống với tôi một ly đi. Được, nhưng chỉ một ly thôi nha, tôi phải về sớm.
Xin chào nhóc hả? Con qua đây anh nói chuyện một chút coi. Nhóc sắp đi chơi với bạn hả? Chắc là có mang tiền đúng không? Đưa đây, tụi anh sẽ giữ giùm cho. Tiêu rồi, đây là những kẻ xấu đã lấy tiền của Don Don mà. Nhóc con, có nhiêu thì mau đưa hết ra đi. Đúng rồi đó cậu bé, hãy nhanh lên trước khi cảnh sát đến. Cái thằng này, đừng có nhắc tới cảnh sát chứ. Các người là nhóm người xấu đúng không? Tôi không bao giờ đưa tiền cho các người đâu. Đây, quên. Trời ơi, đó là taekwondo. Cái đồ nhát gan kia. Mình đúng là hết cách với thằng ngốc đó mà. Nè, nhóc cũng dũng cảm đó. Nhưng nếu làm vậy nhóc sẽ càng bị đau thôi. Giữ liên lạc cho tôi nha. Cậu đi cẩn thận. Cái người này sao tự nhiên lại nhắc chuyện cũ chứ? Nếu anh cứ tiếp tục sống với những ngày tháng đánh đấm như vậy, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Nàng Hyun à, đây không phải là lỗi của anh, là do bọn họ gây sự trước chứ bộ. Anh có thật sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em phải từ bỏ ước mơ này mà thôi. Anh hiểu rồi. Anh rất yêu em và không muốn em từ bỏ ước mơ. Cho nên anh sẽ sửa đổi. Từ bây giờ anh sẽ không đánh nhau nữa. Anh xin hứa với em. Đúng vậy, anh đã đạt được ước mơ và anh sẽ làm thật tốt. Shadow! Shadow ơi! Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con đi tìm em, sao con còn ở đây nữa? Nhưng con có biết em đang ở đâu đâu mà tìm. Thì cái sân chơi mà em con hay tới đó, con cứ ra đó tìm thử coi sao. Anh đã thấy hết rồi, mau lấy tiền của nhóc ra đi. Tiền hả anh? Nhưng đây là tiền mẹ em đưa để mua kem mà. Nếu nhóc đưa cho anh số tiền đó thì anh sẽ mua kem cho nhóc, chịu không nè? Anh muốn lấy tiền của em sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thậm chí còn không cho hai chị mượn tiền nữa kìa. Cũng sẽ không bao giờ đưa tiền cho ai hết. Vậy sao? Nhóc có biết chúng ta đáng sợ lắm không? Đúng rồi đó, bọn ta còn đáng sợ hơn những gì nhóc có thể tưởng tượng. Đừng có ma. Cái thằng nhóc này thiệt tình, con nít phải nghe lời người lớn nói chứ. Trời ơi, sao mà dám cắn tay của ta hả? Dừng lại mau. Con nhóc này là ai vậy hả? Không được phép đụng vào em trai của tôi, nếu không tôi không để yên đâu. Cái gì? Đây là chị của nhóc hả? Cái gia đình gì mà toàn đi cắn người không vậy? Đại ca của anh bị cắn hai lần rồi đó. Anh không sao, anh không thể chịu đựng được đám nhóc con này nữa. Tôi đã cảnh báo các người rồi đó. Sao nhóc dám hỗn láo với người lớn như vậy hả? Rồi, để coi nhóc có thể làm được gì. Tôi sẽ về mép ba của tôi. Hãy xem đây. Anh nghĩ là em sẽ để yên khi anh làm cái mặt con bé nó nông nổi này hả? Hay là mình nên nói với bọn họ là mình sẽ mét mẹ ta? Nhóc nói sẽ mét ba sao? Đúng vậy, ba của tôi to lắm, nó khỏe mạnh nữa. Ba Bi à, đừng nói quá lên vậy chứ. Sợ quá đi, nhóc có chắc là nhóc sẽ mét ba không? Không biết nhóm người nào mà nhìn lạ vậy. Nè, anh nhắc lại lần cuối, mau đưa hết tiền đây. Bây giờ mình phải làm gì đây? Hai đứa con đang làm gì ở đây vậy? Ba! Người đó chính là ba của hai nhóc hả? Không phải nói là ba nhóc rất to lớn và khỏe mạnh sao? Ba kìa, mau qua mép ba đi, nhanh lên. Nè ông chú già, chúng tôi không có làm gì hết. Nhưng nếu ông muốn gây sự thì chúng tôi sẽ nổi điên lên đó. Ông có nghe tôi nói không hả? Gì chứ? Sao ông dám làm lơ tôi chứ? Ông già kia, mau đứng lại. Nè, ông tưởng có thể đi dễ dàng vậy sao? Ông này đúng là ngây thơ quá. Chadu à, và Barbie nữa, hai đứa hãy nhắm mắt và đừng có quay lại nhìn nha, có được không? Dạ ba.
Ba ơi, ba định sẽ làm gì vậy ba? Tôi không biết ông có khả năng không, nhưng ông cần phải trả cho chúng tôi một cái giá nhất định đó. Tôi không biết các cậu là ai hết, nhưng các cậu không nên ăn hiếp trẻ con như vậy. Cái gì? Ông định dạy đời tụi này đó hả? Xin lỗi nha, tụi này không có thời gian để nghe đâu. Tôi cũng đã từng giống như các cậu bây giờ, nhưng mà tôi vẫn rất biết điều với người khác. Ông đừng có nói nhiều nữa, mau đưa tiền ra đây. Vì các cậu dám ăn hiếp các con của tôi, nên tôi cũng sẽ đòi một cái giá khà khá. Ba của mình, trước giờ mình chưa từng thấy ba như vậy. Cha Đu à, con đã nhìn thấy hết rồi hả? Về nhà con nhớ đừng kể lại với mẹ nha, có biết không? Bà xã anh về rồi đây. Dạ con cũng về rồi. Cha Đu hả, con có về với em không? Nãy giờ con làm cái gì mà đi tìm em lâu dữ vậy? Dạ mẹ ơi. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại, các con đã ở cùng với anh rồi. Anh lại đi uống với ai nữa hả? Anh chỉ uống một ly thôi. Mau nói đi, rốt cuộc thì anh đã làm cái gì mà lại đi chung với hai đứa nhà mình hả? Em linh cảm không phải là chuyện hay ho gì. Anh có biết mỗi lần anh đi uống về là em lo lắng lắm hay không hả? Anh có thực sự hiểu điều em đang nói không vậy? Ước mơ của em là có một cuộc sống bình thường với một gia đình ấm áp cùng nuôi dạy con cái. Nhưng nếu anh không làm được thì em đành phải từ bỏ ước mơ này thôi. Mà nè, cậu hạnh phúc chứ? Điều đó là đương nhiên. Được vậy thì tốt quá rồi. Mà lâu rồi chúng ta không gặp, uống với tôi một ly đi. Trong cái nhà này không có người nào chỉ làm cho vì cô ấy lo lắng nên mới cằn nhằn như vậy thôi. Chứ không có gì. Mình hạnh phúc, mình thật sự rất rất hạnh phúc. Anh tưởng là em muốn sống trong sự lo lắng như vậy hoài hay sao? Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua mọi chuyện. Đó mới là gia đình chứ anh. Hôm đó lần đầu tiên mình nhận ra là mặc dù gia đình mình thường hay gây gổ với nhau, nhưng mình có một người mẹ quyền lực và một người ba vô cùng mạnh mẽ, lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ gia đình. Nếu anh không nghe lời em, từ hôm nay trở đi mỗi lần vi phạm anh sẽ bị phạt 10.000 won. Anh có nghe rõ không hả? Thiệt là sao ba về trễ quá vậy? Ba ơi ba. Trời ơi, sao con biết ba về lúc nào mà chạy ra đây để đón ba vậy hả? Cha Đu à. Nè, khoan Cha Đu à. Cha Đu à. Cha Đu bánh mì. Thiệt là con thích đến vậy sao? Mẹ ơi, không đơn giản là thích thôi đâu, phải gọi là yêu mới đúng. Tình yêu với bánh mì kem của tiệm V của con đó. Bye ba, ba lại bị bỏ rơi nữa hả? Ê, chắc là vậy rồi. Còn anh nữa, sao lần nào nhận tiền thưởng anh cũng mua những cái bánh mì mắc tiền đó hết vậy? Anh còn dư bao nhiêu tiền nữa, đưa hết cho em. Rồi, anh sẽ đưa cho em mà. Nó ở đây nè. Không phải vậy chứ, tại sao còn ít quá vậy? Tại hôm nay anh mua hơi nhiều bánh mì. Em đã nói với anh là chỉ nên mua một cái kem cho con thôi, tại sao lại mua bánh mì cho tụi nó chứ? Ê mà, thì cũng mua cho các con ăn thôi mà. Ước gì mình được ăn bánh mì kem bự bằng cái nhà luôn. Lập tức đi về phòng học bài liền cho mẹ. Mẹ làm ổ bánh mì kem của con biến mất rồi. Cha Đu, con lên bàn ngồi học đàng hoàng đi, đau lưng bây giờ. Hôm qua con đã ăn nhiều lắm rồi, sao hôm nay vẫn còn mơ tưởng tới nó nữa? Con cũng đâu có biết đâu, chỉ thấy thèm thôi. Cái con bé này, không biết con giống ai mà lại xấu nết tới như vậy chứ. Con nghe nói con gái lớn lên sẽ giống mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ tính làm món gì vậy?
Mẹ của tụi con đã nấu ăn được hơn 30 năm rồi. Nếu con nghĩ mẹ chỉ có thể nấu cơm, vậy thì mẹ sẽ chứng minh cho con là con đã lầm rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ tính làm bánh mì không? Đúng vậy, cứ chờ mà coi. Mì nóng hổi đây. Wow, nhìn mấy cái bánh này ngon thiệt luôn. Khoan đã, cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc ăn đâu. Chị của con đâu rồi? Có ở trong phòng không? Gì vậy, hôm nay mẹ làm bánh mì sao? Ngửi mùi là thấy không ngon lành gì hết rồi. Trời ơi, Shadow, con đứng lại đó cho mẹ. Có giỏi thì đừng quay về nhà nữa. Hôm mà nó chạy đi đâu vậy chứ? Con nghĩ chị Shadow chỉ có thể tới một nơi thôi, chính là ở chỗ đá đó mẹ. Trời, Shadow, con đang ở đâu? Lập tức ra đây cho mẹ. Cái gì? Shadow đang ở đây sao? Tôi không biết là hôm nay con bé có đến đó. Cái con bé này, sao nó có thể ăn liên tục như vậy chứ? Shadow à, con tới rồi sao không vô trong? Chú có chuẩn bị bánh ngon cho con nè. Shadow ơi, đến tiệm bánh của chú nữa nè con. Hôm nay chú làm bánh mì cà phê, con có muốn thử không? Ủa kìa, nè cho Shadow. Bạn ăn gì vậy? Có ngon không? Trời ơi, bánh mì kem của tiệm V ngon hết sảy luôn đó. Hôm nay có bánh mới hả Shadow? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Mẹ ơi, thật ra là chị giỏi lắm luôn. Shadow chính là bánh mì. Bánh mì gì? Con đang nói gì vậy? Shadow bánh mì, ý con là chuyên gia về bánh mì. Vì không ai có thể hiểu biết nhiều về bánh mì như chị Shadow hết á. À, cô là mẹ của bạn Shadow đúng không? Dạ, con chào cô. Chào con nha, Dangi. Lâu quá rồi không gặp con. Cô ơi, cô đang có việc gì ở gần đây hả? Cô đang đi tìm Shadow. Dạ, tức là Shadow đang ở quanh đây sao? Vậy thì hay quá, con sẽ tìm bạn ấy và gửi thư mời trước mới được. Con định gửi thư mời gì? Dạ là nhà con sắp mở tiệm bánh nên con muốn mời Shadow đến tiệm nhà con. Shadow giỏi lắm, nếu như bạn ấy ăn và thích bánh nhà con thì tiệm bánh chắc chắn sẽ nổi tiếng đó cô à. Cô nói Shadow đến nhà con nha, được không cô? Mẹ thấy chưa, con nói với mẹ chỉ là chuyên gia bánh mì mà. Mẹ bánh mẹ làm hôm nay vẫn chưa qua cửa của chị đâu. Chào mừng quý khách. Xin hỏi bánh kem ở đâu? À, thì ra ở bên kia. Con muốn mua bánh kem hả? Tiệm đang có chương trình tặng 2 bánh mì kem cho bất kỳ khách hàng nào mua bánh kem đó. Con không quan tâm, con tới đây chỉ mua bánh kem, không phải vì bánh mì kem đâu, có hiểu không? Ồ, vậy sao? Xin chào quý khách. Hả? Đó chính là ba của Shadow mà. Xin chào, tôi đến rồi đây. Bánh hôm nay nhìn ngon quá cô ha. Dạ. Cái gì vậy? Cảm ơn cô nhiều, chúc cô một ngày tốt lành. Thôi tôi đi về đây. Kỳ vậy, sao chú ấy chỉ một cái túi ni lông không vậy? Bà ơi bà, tôi muốn mua 10 cái bánh mì kem. Gì chứ, chú ấy mua bánh mì lại đường bỏ vào túi của cửa hàng sao? Bà biết không, mấy đứa nhỏ nhà tôi thích bánh mì của bà lắm đó. Coi cơ, cái chú mua túi ni lông có mua bánh mì ở đây không vậy cơ? Con hỏi làm gì? Chuyện này rất quan trọng, con cần phải biết để xác nhận xem mọi người có bị lừa hay không. Ông ấy chưa từng mua ở đây. Trời đất, mình bất động trời. Cái gì? Ý bạn là thời gian qua tụi mình đã ăn và tung hô bánh mì đường phố rẻ tiền hả? Bạn vừa phải thôi nha, sao lại có thể bịa ra chuyện như vậy chứ? Anh Huy à, bạn có hiểu làm gì không? Nè, nếu mình mà nói sai, mình sẽ làm người hầu cho Shadow mãi mãi luôn. Bạn nói gì đi Shadow, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
Phải nói gì đây? Mình ăn thấy ngon thì nói với bạn là ngon. Mình đâu có biết là nó là đồ rẻ tiền. Cái gì? Bạn đã nói bánh mì kem của tiệm B xứng đáng với cái giá cao. Bạn còn nói nó có đầy đủ hương vị nữa mà. Thì ý mình là... Đó, thấy chưa, mình biết ngay mà. Cha đu thì làm sao có thể có khẩu vị thượng hạng được chứ. Anh chỉ mua bánh mì lề đường thôi thì sao tiền còn dư lại ít như vậy hả? Chuyện đó thì cái gì? Anh nói mau. Có phải mẹ cũng nghĩ mình là đứa xấu xa không? Chào mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã đến. Xin chúc mừng gia đình bạn. Trời, không cần màu mè vậy đâu. Chào bạn Dan ghê. Nhà, Chadu, bạn cũng đến hả? Chúc mừng nha. Ồ, tiệm bánh nhà bạn đẹp quá Dan ghê à. Ồ. Hả? Hàng dùng thử hả? Mình lấy một miếng nha. Bạn cứ tự nhiên. Hả? Mềm nhưng không hề bị bở mà lại còn rất dai nữa chứ. Trứng, kem và bơ hòa quyện với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái bánh này thật sự ngon quá đi. Bánh mì này thật sự rất tuyệt vời. Hả? Thật vậy hả? Đợi ăn bánh kia xong mình sẽ ăn thử nó nha. Vậy cũng được. Mà thôi, giờ mình phải về rồi. Có gì tụi mình gặp nhau ở trường nha. Thiệt là không biết tới chừng nào mới hết mưa nữa. Em mang dù tới cho anh rồi. Xong việc thì xuống đây nha. Em đang đứng trước văn phòng. Ôi trời ơi, thì ra đây chính là chỗ mà anh ấy hay mua bánh mì về cho bọn nhỏ. Thiệt là sao cứ mưa hoài vậy không biết nữa. À, của bác nè. Bác ơi, trong cửa hàng còn dư một cây dù, bác có muốn mượn không? Không cần đâu, cô tặng tôi những ổ bánh mì này đó là quý quá lắm rồi. Hả? Bác đừng bận tâm, bánh nướng này không được đẹp cho lắm nên không thể bày bán trong tiệm nên nhờ bác vậy. Họ đang nói cái gì vậy? Tôi không biết làm sao để trả ơn cho cô nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha. Nếu bác cứ nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi vô luôn đó. Chúc bác một ngày tốt lành nha. Bác ơi, cho tôi hỏi, số bánh mì kem này là cô ấy đưa cho bác hay sao? Trời, cô thấy rồi hả? Nhìn nó hơi xấu xí nhưng hương vị như của tiệm luôn. Mặc kệ mấy người đó nói gì, bánh mì này vẫn là ngon số 1. Hai lạng thịt bò nội địa hàng đầu đã được ướp với nước tương, đường, nước ép đào, thêm một chút tỏi băm nhuyễn nữa. Và nó đang được xào trong một chiếc chảo nóng. Đúng là món ăn yêu thích của mình mà. Thịt bò nội địa luôn là món ăn ngon nhất. Hả? Cá và trứng cuộn? Mình bị qua mắt rồi sao? Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của ai đâu. Với phần đó cũng không phải là món ăn phụ đủ cho 5 người. Nên chắc chắn là có người vẫn chưa ăn trưa. Và giờ này thì tất nhiên là Mimi với Barbie đã ăn rồi. Vậy phần này chính là... Núi cao còn có núi cao hơn. Bữa ăn trưa hôm nay thật sự quá tuyệt vời luôn. Bình ơi, cơm trưa của anh đây nè. Hả? Không thể nào, cái đó không lẽ là... Em
đã cho rất nhiều tình yêu của mình vào trong đó, nên anh hãy ăn thật ngon nha. Anh biết rồi à, cảm ơn bà xã nhiều. Nghe không thể như vậy được, đây không thể là sự thật. Anh đi cẩn thận nha. Trời ơi, hết hồn hết vía à. Đi đâu hết rồi hả mẹ? Cái gì đi đâu? Ba của con hả? Ba của con mới đi làm rồi mà. Ý con không phải là hỏi về ba con, con muốn hỏi thịt bò nội địa hàng đầu, cá và cả trứng cuộn nữa, chúng đi đâu hết rồi? Ủa? Sao con bé có thể nhìn thấy chúng chứ? Mà thật ra thì ba của con sắp có kỳ thi thăng chức, nên mẹ mới nhường phần thịt bò đó để ba con ăn, lấy sức học sau giờ làm đó mà. À, làm cho ba hết luôn hả mẹ? Con có biết biệt danh của ba con là gì hay không? Phó quản lý Trôi thường trực đó con. Con có biết mẹ đã phải mệt mỏi vì cái biệt danh đó tới mức nào hay không hả? Cho nên trong kỳ thi thăng chức sắp tới đây, ba của con phải học hành chăm chỉ và thể hiện cho thật tốt vào. Giờ con biết rồi, hợp tác với mẹ một chút đi. Đừng có làm ồn trong lúc ba con học tập, có nghe rõ không? Nếu không sẽ biết tay mẹ. Minji à, một người đàn ông 40 tuổi thì cần phải đạt tới thứ hạng như thế nào trong công việc mới được đây? Không biết nữa, ba của mình là một giáo viên trung học phổ thông, nên mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó hết trơn á. Không cần phải nghĩ tới hả? Nghe tốt thiệt đó, nhưng 40 rồi mà chỉ mới là một phó quản lý. Nè, đang nói chuyện gì vậy? Các bạn có ai mang món ăn kèm đặc biệt không? Cho mình một miếng đi. Nè nè nè, bạn mập quá rồi đó. Tụi này làm gì có đồ ăn kèm đặc biệt nào mà cho chứ. Mình đang nói với Minji về chuyện ba của mình thôi. Có lẽ ba của mình chưa được coi là thành công đâu, nhưng mình hy vọng ba sẽ đậu kỳ thi thăng chức sắp tới. Đừng quá lo mà cha Đu, mình nghĩ chú ấy sẽ làm được. Dạ thưa mẹ, con mới về. Hả? Mẹ đang làm gì vậy? Con nhìn mà không biết hả? Đây là bùa hộ mệnh đó. Bùa hộ mệnh? Nhưng chúng ta có đạo mà mẹ. Mẹ làm như vậy ông trời sẽ không tức giận chứ? Ba con đã 40 tuổi rồi mà chỉ là một phó quản lý, nên mẹ mới dán bùa cho ba con đậu đó. Mẹ nghĩ ông trời sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta. Sao mẹ lại để vào trong gối nằm vậy? Cái này hả? Nếu con nằm ngủ trên nó, con chắc chắn sẽ được thăng chứ. Ai nói vậy hả? Là thầy bói nói với mẹ. Vậy lời tiên đoán này sẽ khác với lần trước chứ mẹ? Ồ, tất nhiên, lần này là thầy khác con à. Bà xã ơi, anh đến thư viện đi. Anh đi đi. Khoan 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 đã, ông xã cho một chút. Ông xã ơi, anh hãy mau để cái này vô trong bóp tiền của anh đi. Cái này là gì vậy? Đây là bùa mà em lấy từ thầy bói đó. Nó sẽ cho anh thêm nhiều năng lượng. Chỉ cần mang nó bên người, anh có thể thi đậu bất cứ kỳ thi khó khăn nào mà không hề bị cản trở. Ông xã ơi, cứ lên nhờ. Em cũng thiệt là, sao có thể tin được mấy cái này. Thay vì lãng phí tiền như vậy, em nên mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ đi, hoặc mua sách cũng được. Con cũng nghĩ như vậy đó. Cứ làm đi, đừng có ý kiến nhiều. Hãy học hành thật chăm chỉ nha anh. Anh biết rồi. Ông xã ơi, cửa lên. Mẹ thiệt là đáng sợ mà. Tự nhiên cảm thấy nếu trong ba chị em của mình có một người rất thông minh thì chắc chắn mẹ sẽ muốn người đó trở thành bác sĩ hoặc là luật sư quá đi. Chị ơi, con gà viết tiếng Trung sao vậy chị? Hả? Nó là cơm bao. Ha ha, đúng rồi ha. Công nhận chị thật là thông minh. Thế đó thì có gì đâu. Tự nhiên thấy hên ghê á. Cả ba chị em mình đều không có được sự thông minh đó. Nhưng liệu đây có thật sự là may mắn hay không đây? Ông Trần ơi, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Xin ông hãy giúp cho chồng con vượt qua được kỳ thi thăng chức lần này. Cầu xin ông, cầu xin ông. Là vô kỳ nghỉ rồi, cả nhà mình có nên đi đâu không? Đi viện bảo tàng hoặc là đi chỗ nào đó cũng được ha. Tất nhiên là đi rồi. Quá hay quá đi. Hai cha con đừng có ở đó mà mơ nữa. Không có đi đâu hết á. Ba con còn phải học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đúng rồi, kỳ thi thăng chức của mình. Với lại cuối tuần mẹ phải đi giúp cho người ta vận chuyển và làm kim chi nữa. Cái gì? Vận chuyển hả? Làm kim chi? Em làm cho ai? Dẫn chuyển giùm giám đốc Bắc, còn làm kim chi là làm cho phó quản lý Ly. Chuyện sơ đẳng như vậy mà anh không biết hay sao hả?
Sao mà anh biết mấy chuyện đó được chứ? Quan trọng là tại sao em phải giúp họ hả? Bởi vì họ đều là cấp trên của anh. Bà xã đừng làm vậy mà. Không lẽ những cái đó sẽ giúp anh lên chức sao? Tất nhiên rồi. Nè bà xã, nếu lần này anh thi rớt nữa thì sao đây? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên anh đừng có nói nhảm nhí nữa. Hãy cố gắng học đi. Cha đùa à, ba phải làm gì đây? Sợ là ba không đậu được đâu. Ba à. Ba ơi, ba có điện thoại nè. Hình như ở văn phòng gọi tới. Văn phòng hả? Ba biết rồi. Dạ tôi nghe đây. Dạ chào giám đốc. Hả? Dạ tài liệu đó có vấn đề gì sao? Dạ dạ tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại liền và hứa sẽ cẩn thận hơn. Ba ơi, bây giờ ba đi làm luôn hả? Nếu không có ba họ sẽ không làm tiếp được con à. Nhưng mà ba vẫn chưa ăn sáng mà ba. Hả? Phải rồi ha. Nhưng không sao đâu con. Bụng của ba kêu rồi kìa. Công việc của ba chắc là cực lắm. Không đâu con, ba không có vất vả lắm đâu. Vì mong muốn của mẹ, vì chị em con, vì công việc nữa. Cha đùa của ba lớn thiệt rồi. Đúng vậy, ba thấy chuyện này có hơi quá sức với mình. Nhưng ba phải thăng chức thì mới được gọi là thành công con à. Ba không lo lắng về chức vụ quá thấp, cũng không lo cho mức lương không cao. Chỉ cần lúc nào chúng ta cũng vui vẻ hạnh phúc là được. Ba cha đùa à, con ôm chặt quá ba nghẹt thở rồi đây nè. Hả? Không có ai ở nhà hết. Nếu vậy thì cũng tốt. Không có cô ấy mình cũng đỡ cảm thấy áp lực trước khi đi thi. Phải mau mau chuồn đi trước khi bị phát hiện mới được. Bà xã. Thằng chức, thằng chức trời hồ đồ. Trưởng phòng, trưởng phòng cố lên anh. Ủa mấy đứa con làm gì vậy? Con xin lỗi nha ba. Tụi con không còn sự lựa chọn nào khác. Và rồi điều đó đã xảy ra. Ai muốn xung phong đọc phần tiếp theo đây? Ủa, Shadow bị sao vậy em? Mình hy vọng là ba có thể hoàn thành tốt được kỳ thi. Shadow ơi. Ba. Trời Shadow, trong giờ học mà em lo ra như vậy là sao? Alo, ông xã hả? Có chuyện gì vậy anh? Sao? Anh chắc chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Ba đậu rồi hả mẹ? Ồ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Năm sau cố gắng hơn là được. Vậy là ba thi trượt rồi. Mẹ ơi. Mấy đứa nè, các con mau đi thay đồ rồi theo mẹ lên công ty gặp ba. Chúng ta cùng đi ăn tối ha. Mẹ ơi. Bây giờ chắc ba của các con đang rất thất vọng. Chúng ta phải làm cho ba con vui lên mới được đó nghe chưa. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà. Nhìn thấy mới nhớ, cũng lâu lắm rồi mẹ không lên công ty của ba con. Mẹ ơi, mẹ từng tới đây rồi hả mẹ? Tất nhiên, còn nhiều lần nữa là. Ôi kìa, quý bà Choi đúng không? Ôi trời, xin chào quản lý Kim. Chú ấy kêu mẹ của mình là bà kìa. Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau ha. Mà hôm nay gia đình chị định tụ họp đi đâu với nhau vậy hả? Dạ, ba của con trượt kỳ thi thăng chức cho nên tụi con mới tới đây để giúp cho bà cảm thấy tốt hơn. Ôi trời ơi, con ngoan quá đi. Quý bà, chị cũng được thất vọng quá nha. Chắc chắn lần sau anh ấy sẽ thi đậu thôi. Đúng vậy, cảm ơn anh nha. Năm ngoái anh ấy đã được đề bạt lên trưởng phòng rồi. Nên nếu năm nay muốn thăng chức nữa, đúng là có hơi khó một chút. Hả? Năm ngoái đã thăng chức? Nè, quản lý Kim. Chào trưởng phòng. Trưởng phòng hả? Tại sao các con lại tới đây? Bà xã. Anh Kim hả? Quản lý Kim, mau qua đây, nhanh lên qua đây. Dạ, chào chị nha. Đứng lại đó. Từ năm ngoái chồng của tôi đã được thăng chức trưởng phòng rồi sao hả? Dạ phải, chị không biết sao. Mình phải chạy lẹ thôi. Nếu anh đã được lên chức trưởng phòng, sao lại không nói cho em biết?
trướng phòng trôi. Tại sao lại như vậy hả? Tại sao? Tại sao suốt một năm qua anh luôn giấu việc mình đã lên trước trưởng phòng hả? Tại sao lại làm như vậy với em? Đó là bởi vì anh rất cần tiền. Cái gì? Anh cần tiền? Cho nên suốt một năm qua anh chỉ mang tiền lương phó quản lý về nhà cho em thôi sao? Anh xin lỗi bà xã. Hy vọng là lần này ba vượt qua được. Chị đúng là sướng thiệt đó. Chị sắp được đi xem múa ba lê với ba mẹ rồi. Hả? Chị xin lỗi nha. Ba mẹ cũng rất muốn dẫn em theo, nhưng chúng ta chỉ có ba vé thôi. Hơn nữa em và chị Chadu đang bị cảm cúm nên không thể làm khác được. Ê, làm gì mà ồn ào quá vậy? Đi xem mấy người múa ba lê ổng ẹo nhảy vòng quanh với mấy trái banh thì có gì là đặc biệt? Chị không hiểu về ba lê thì đừng có chê nữa. Ta-da! Các con nhìn thấy mẹ như thế nào hả? Có phải mẹ của các con khi mặc trang phục này lên người nhìn giống như một quý bà châu Âu có đúng không? Không đời nào mà giống được. Bà xã à, em có thể thay bộ nào bình thường chút được không hả? Đã nói là không được rồi. Giáng sinh của Barbie. Khoan chờ đã. Mẹ ơi, mẹ có quên thứ gì không? Thôi được rồi, ba và mẹ sẽ về trước bữa tối. Con nhớ là ở nhà không được phá phách đó nghe. Và nhớ phải chăm sóc cho em nữa. Mẹ à, hôm nay là lễ Giáng sinh mà, mẹ phải cho con nhiều hơn một chút chứ. Cái con bé này. Đây nè. Tuyệt quá. Không hiểu nổi cái con bé này nó giống ai mà nó mê tiền thấy ớn luôn. Ủa? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? La 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 la. Không biết là mình nên mua khoai lang nướng hay là bánh bao đây. Đúng rồi, mình có nhiều tiền mà, chị mua cả hai luôn. Baby à, chị đi chút về liền á. Chị định đi đâu vậy? Nếu như chị mà đi chơi, em sẽ mét mẹ rồi mẹ sẽ lấy lại tiền của chị đó. Cái thằng nhóc này. Được rồi, vậy thì chị sẽ chuyển kênh khác. Hả? Đó chính là chương trình ca nhạc. Hay quá đi. Quá, ở đây là nhóm những chàng trai chân ngắn nè. Chị ơi. Cái gì vậy hả? Cứ đi chỗ khác chơi đi. Chị đang coi nhóm nhạc mà chị yêu thích biểu diễn mà. Chị ơi, đừng có coi tivi nữa, chơi với em đi mà. Em chơi một mình buồn lắm. Em mà còn như vậy nữa là chị nổi điên là thiệt đó. Vậy thì chị nổi điên và chơi với em đi. Hãy chơi với em đi mà. Chơi đi ha. Chơi với em đi. Chơi với em đi bà. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chị ơi, chơi với em đi mà. Bỏ tay của chị ra. Cái đồ lì lợm này. Chơi với em đi. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được nữa. Hả? Hả? Thôi được rồi, Baby à, chị sẽ chơi với em. Thật sao? Cái gì? Một nhiệm vụ? Em biết là ngày mai là lễ Giáng sinh có đúng không? Nếu em muốn nhận quà từ ông già Noel thì em phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy suy nghĩ đi. Em nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn nhận được quà của ông già Noel chứ? Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà ông già Noel thì làm sao có thể tặng quà cho tất cả các em ở trên thế giới này được, có đúng không nào? Ông ấy không thể nào làm được đâu. Ông ấy chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi. Em rất là ngoan nên có thể nhận được quà. Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ đúng tới năm ngoái mà thôi. Vì bây giờ em đã đi nhà trẻ rồi. Theo như chị nghe nói thì ông già Noel sẽ không cho quà tặng các trẻ em nào đã đi nhà trẻ đâu. Không phải, không phải như vậy. Đó là chị nói dối thôi. Em không tin lời của chị đâu. Được rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi à. Còn nếu như em không tin chị thì... Nhưng mà nếu
ngày mai không nhận được món quà nào thì đừng có khóc đó nha. Chị ơi chị, vậy bây giờ em phải làm cái gì? Vậy chứ, em phải học thuộc hết tất cả sao? Khi mà em đang ngủ, ông già Noel sẽ đánh thức em dậy và nói là em hát một bài mừng Noel. Vì vậy, vào lúc đó em cần phải nhảy và hát toàn bộ các bài hát này. Vì vậy, tập luyện đi. Em biết rồi. À đúng rồi, baby à. Ông già Noel cũng sẽ kiểm tra phong cách biểu diễn và nhịp điệu của em luôn đó, baby. Rốt cuộc cô vẫn từ chối phục vụ bữa tối hả? Trời ơi, tức cười quá đi. Hỏi lần cuối cùng. Chị Chado ơi, có thể giúp em được không? Mà ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Để xem đánh giá sao đây. Chị không cảm nhận được sự chân thành trong bài hát của em. Ông già Noel sẽ nghĩ như thế nào nếu như em bỏ qua phần nhảy mà cứ tập trung vào lời ca? Dạ, em đã biết rồi thưa chị. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nha, Bobby à. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đánh cho mọi người, cùng cất tiếng ca. Hello, ai đó? Hả? Là Minchi hả? Sao? Bữa tiệc pizza Giáng sinh hả? Lúc 7 giờ ở nhà của Don Don sao? Rồi cùng xem phim ở nhà một mình nữa hả? Tất nhiên là mình sẽ tới. Vậy được rồi, hẹn gặp lại nha. Tuyệt vời, tiệc pizza Giáng sinh. Em làm chị hết hồn mà. Em tập xong rồi. Thiệt sao? Thử hát cho chị nghe coi. Chun yêu đi, ta ga gi cho nè, mâm cất chữ yêu đó. Mày cố hình nụ nì, sẽ bùm bì xu kê, xa ra chữ gi cho nè. Baby à, bài hát này thật là tuyệt vời. Chị Chado, bọn chị đang khóc sao? Chị ơi! Baby à! Alo, ai đang gọi vậy? À, Mimi hả? Sao? Bệnh viện? Dạ, ba mẹ và em đang trên đường về thì... Trời ơi! Thật là tuyệt vời, có đúng không? Anh nghĩ thế nào hả anh? Có phải là em nhìn giống như là con tiên Nga không? À, bà xã à? Mẹ! Thật sự cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ sẽ về trễ vì mẹ cần phải được bác sĩ điều trị đó. Hả? Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Mình biết ngay mà, không có gì hoàn toàn suôn sẻ. Mình phải làm gì đây? Đã có cách rồi. Em không phải là trẻ sơ sinh, em không muốn ngủ. Chị làm cái gì vậy? Vẫn còn sớm mà. À ha. Baby à, vậy thì ra ngoài chơi ha, em chịu không? Hả? Được rồi, chúng ta cần phải dựng cây thông Noel ở trong vườn để ông già Noel có thể tìm thấy nhà của chúng ta mà tới. Em làm gì vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, giúp chị một tay đi. À, dạ được, em giúp chị liền. Thật là vui quá đi. Đúng rồi ha. Chúng ta cần phải có đèn chớp chớp nữa để ông và Noel có thể dễ dàng nhìn thấy từ ở trên cao. Đèn chớp, nhưng mà không biết nhà mình có không? Không có đâu. Cây thông Noel mà không có đèn chớp chớp thì chưa phải là cây thông Noel thật sự đâu. Bây giờ chị sẽ đi mua về để gắn lên, còn em thì ở nhà và tiếp tục làm, có được không? Em biết rồi. Chị nhớ về nhanh nha. Cậu nhóc đó thì là mắc cười quá. Nhưng mà có
trai của bạn sao? Không hề, em trai của mình gan hơn cậu nhóc này nhiều. Nhiêu đây tiền không đủ mua đèn chớp rồi. Dạ con biết rồi ông ơi. Chờ một chút con sẽ quay lại liền. Dạ đây thưa ông. Bao nhiêu đây thôi sao? Thôi được rồi. Dạ con cảm ơn. Ba mẹ về rồi đây nè hai đứa ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá à. Wow, đẹp quá à. Ông già Noel lấy tiền trong con heo đất của con rồi. Yeah.